Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay có một cái đám ma cả nhà. Bây giờ chúng ta cùng chạy theo quay đám ma là bà con với chú Thành đó cả nhà. Đám ma này là đi vô lò thiêu đó nha cả nhà. Hôm nay mình có duyên đi vô lò thiêu lần nữa. Bữa thì em mới đi vô lần bữa đám ma của cụ ông. Thì bữa nay đi vô là đám ma là anh của chú Thành. Ủa chú Sáu chứ, chú Sáu. Em muốn lộn. Em sorry cả nhà nha. Thì lò thiêu này là nó cũng cũng gần bên mộ của cậu Năm á cả nhà, cũng gần thôi nha. Chết, em mân bài cái nón này. Thì hai bên đường của hoa viên thì có trồng những cây cao su á cả nhà. Bên đây thì bên trái thì cao su, bên phải thì cũng có những cái ấy, nó cũng mát mẻ lắm. Bên kia thì có một cái đài phun nước. Trời ơi. Chừng anh thôi kè, anh thổi cái dằn ra luôn ạ. Thank you.
Bây giờ đang chờ mấy thầy tụng kinh đó cả nhà, làm lễ xong rồi sẽ đưa quan tài vào lò thiêu á cả nhà. Bây giờ đình quỳ xuống để thầy tụng kinh làm lễ. Tang này là của một cái chú 60 mấy tuổi nha cả nhà. Chào thích ơi, đây nhét trên lưng nè, phải cái nón mà nhét vô háng con quỷ, nhét vô lưng giùm em cái, nhét à đúng rồi. Nãy tôi nói tầm bậy. Thank you.
Nhiều đám này là nhiều người đi hơn cái đám đợt trước mình vô ha. Đợt trước ít buồn. Thì cái đây là lần thứ hai em có mặt ở lò thiêu á cả nhà. Thì lần trước thì cũng có một cái bác cũng lớn tuổi, đợt này thì cũng là một cái chú chắc cũng sáu mấy, đợt trước thì cái bác cỡ bảy mấy. Nhưng đợt này em thấy là người nhà với lại bà con đi theo đưa tiễn đông hơn là đợt trước. Chú này 62 tuổi đó nha. Tình vợ cô tình tay thật học cao hát cô
Thì thầy làm lễ xong rồi cả nhà, chuẩn bị là đưa quan tài xuống lò thiêu. Đã được đưa vào trong rồi cả nhà. Thì bây giờ thôi. Vậy là xong rồi. Quan tài đưa vào trong thì cô bác cũng lên xe về rồi. Thôi thì em xin phép kết thúc video ở đây nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại ở video sau nha.